Tại tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới trong bối cảnh dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, ùn tắc tại cửa khẩu xảy ra từ tháng 12 tới nay và trong cả hai năm qua, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Trung Quốc cũng phát hiện ra chủng mới Omicron và kiên trì với chính sách zero Covid nên các biện pháp phòng chống dịch bệnh căng thẳng hơn trước đây, có biểu hiện siết chặt hơn và bắt đầu có những cửa khẩu đóng hoàn toàn, do đó đã xảy ra tình trạng ùn tắc. Vì vậy, việc cần thiết hiện nay là cùng nhau nhìn lại hiện trạng, dự báo tình hình và quan trọng nhất là bàn giải pháp để xử lý thiệt hại, có thể giảm đến mức tối đa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ông Hồ Tiến Thiệu cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, chủ động điều chỉnh các biện pháp phù hợp với diễn biến và mức độ của dịch bệnh, tập trung xây dựng khu vực cửa khẩu an toàn với Covid-19, chia sẻ, giảm bớt khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, giảm 5% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảnh hàng hóa có nguồn gốc nước thứ ba đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa và các phương tiện khác sẽ có mức giảm tương ứng theo loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu